而且它也是秘密武器啊。对。Okay, let's go, let's xem là biên kinh. Nó vào chơi và quan trọng là phải đốn người sẽ bắt bài đúng rồi. Dỡ dớp mà. Ok, thì đối như thế này thì mình nghĩ là Ben Miner, Ben Zion thì chơi Grip Jab hoặc là Roger Zion. Như xem đấy rồi. 这里BKing的话有点像那个王子蹦迪啊，没错，BKing里的一些操作的就状态细节很快的，这波蹦迪没有毒药了，小陈怎么防？这机甲要锁塔了，机甲一下，是，这里的话左边小陈的卡也打得挺多血的，没错，这波王子沉底下，但是炮车要锁塔，把敌人挡了一下，我们可以看到这里BKing的话他是站了起来，状态。两边其实都是以蹦迪为核心的，这一场就看谁蹦得更好。但小陈这一波血量打了好多呀，对，所以nhưng mà nếu mà trong cái tình thế này thì Little Chan sẽ có lợi thế hơn nhiều, tại vì là khi mà có Tomb Stone và có Canocat thì sẽ đép cái con Freeze này rất là tốt và có lợi thế hơn nhiều so với Blink kia. Mà giải ta linh mà đánh cho nó qua giải liên quan giải này không? Là Ly từ mùa nào giờ vẫn hỏi. Thành niên được 10 năm mới xem lần. Ok, quay trở lại với trận đấu thì đúng là như mình dự đoán thì họ chơi sim deck. Và những cái deck mà có nó có nhiều skeleton như thế này thì không sợ những cái deck có những con đa mạnh. Đây, kiểu Prince này và Canocat là có cả Tom Stone đã bây giờ là công rồi. Thêm một con Balai ăn nữa. Hiện tại thì Barbara sử dụng rất là nhiều nhưng tốt lắm đầu khi mà nó chỉ còn 2 ly thôi. Nó sử dụng counter barrel tốt. Tiếp tục là Stone không. Canon Cap đẩy lên thôi. Còn 37 giây thôi có thể công luôn. Họ không đổi len thì không đổi làm thì mình sẽ có thể là mình công luôn một tơ luôn. Đấy. Ronaldo. Thực ra là mình nghĩ là không cần Ronaldo trong tên đấy. Grave Jab bên kia, Poison. Bên nào nhanh hơn, Poison đi. Rồi. Vẫn giữ được và ăn được. Có Poison, good game, little jam. Đúng rồi, sự tính rất tốt. Đấy như là mình chỉnh sửa qua. Thực ra là đáng lẽ là BKing không cần phải thủ tên này, tại vì là cái trụ bên này nó gần như là hết máu rồi. Và trong Let's go, next game. 就大赛经验来说的话，肯定是小陈。虽然他年纪小，但是他打的比赛确实还是非常多的。对对对。啊，看果然表情很丰富啊，似乎在咀嚼着空气。对。那其实我觉得这样，他也不是算紧张，也算是一个调节心态的一个方式。醒白啊，对，等会儿等会儿，慢慢慢慢。啊 ，M 烧那个钱能醒啊？我不会，我觉得是一个有趣的互动。哎，那你喜欢就最近一个新表情是喜欢哪一些呢？我喜欢骷髅的那一套。小骷髅。对，骷髅那一套。那个有一个就是给自己当灯泡的那种感觉，可爱。两边现在陷入了僵局。我觉得这场反正现在石头人也不厉害，可能更多的还是两边还可能是蹦迪，然后等到双倍，因为前期的一些防守工作其实对于这样的铁三角防御来讲有点无聊。其实石头人的话很难，不然不咋修。对，就是这种防御又有墓碑拉锤又有飓风的话，石头人基本上很难摸到他。对，石头人这么厉害了这个版本。对，那现在单体伤害高的卡也越来越多了。对的，绿叶总在等最后。对，这一般是在1分03秒的时候下牌，这个收益值是最高的。你知道这种场面的，挨在这里就铁了。BKing 的话，如果上迫击炮，他其实从来没在这，都是给风格过多半的，他们好好走在这。嗯。Hoặc là những cái deck mà nó kiểu hot cycle thì họ sẽ luôn luôn là chủ động đánh trước, không bao giờ họ đánh sau. Những cái deck mà thiên về công thì nó sẽ là công.
hoặc là bài xấu, nhưng mà chủ yếu 3 phần khoảng 60% là thường là sẽ không ra quân trước. OK, Fire Bones. 这样的一个时间，小陈看看后面再上火球，可能是想防一手三枪啊，因为那套打三枪是不太好打的。 Sparky，Sparky và có hình như là có. Hình như là có. Ô Sparky đầy đồ hướng rồi, đồ bên rồi. Boss, chém đi. Có hình như là có con nó không nhập. Goblin Dragon không nhập. Có Goblin Dragon không ta? Bên kia họ Ewit vào ra rồi. Fireball of Sparky. Ewit ra rồi. Ewit ra rồi. Bắn đi. Bắn đi. Lag. Give me a like, come on, the last game, rematch. Deck này là deck của Ketumisi. Rematch. Barbarian, chị bạn đấy rồi. Keeps deck same. Same set one. Tại sao lại không lao vào con kia? Đâu sáng quay lại. Rồi. Quay lại đi chứ. Nó không đi có xuống 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 đặt hay lệch. Có cả Dark Goblin rồi, thôi xong. Barbarian phải giữ lại để giết Dark Goblin. 但这波Viking的反打似乎也很难成气候。哎，是的。Poison rồi，rồi，rồi，rồi。这里是Viking的节奏了，但没有毒药的情况下，现在还得看，他的跟绑的比那个Dark Goblin能够可以堵住，但是，bên kia thì Horus，Goblin，Little Sam，cần phải xử lý một cách kỹ hơn。 Mark Goblin đây rồi. Rất khó để có thể poison trong tên này. Mất 5 melee luôn. Ôi, point mid poison. À, chết chết con Dark Goblin. Có 3 Barbarian poison. Thủ tên này như nào đây? Tại sao? Tornado. Poison luôn rồi. Mất rất nhiều sát thương. Tôn lại tôn này vừa đập hơi lệch, bây giờ lại phải thủ bên trái bên kia. Rất khó để có thể xử lý là tôi cần phải giữ lại con ba mã. Một là poison chết Dark Goblin, hai là Barbarian sẽ giết cái con Dark Goblin sẽ lại ra. Vẫn có một vài trạng, nhưng mà nó không đáng kể. Con Priest, no way Priest, gì đây ba? Thắng xa, Barbarian, ôi tại sao mà để lọt ke được cái con kia? Barbarian đâu? Thôi xong rồi. Bắt bài. Bây giờ không thể công được, mà cũng không có thể thắng được. 468 máu thì họ sẽ công được trái luôn. Đép như nào đây, không thể đép được.
哎，还好唐昊都老横出。本本赛 Poison 接东奈，马路的图的，接 Poison， 接 Big Poison。哎，登 Please， 都上 Poison 了，不敢被 Poison 乱。这个飞，果然还是 BB5 其实很好的，对。关了好了，搞得咋那么多呢？而且带了一个机甲，机甲是可以解决掉。无所谓，根本就抓不到他的卡普。OK， last game。所以看 BB 武器的价值能否在这一盘 EV 的CIL China Matter。是的，还是发表情啊？嗯，可以看到小陈应该是屏蔽了表情，小陈自己在做表情，他本人在做表情。小野子，这里火球 ，Maybe the motor bit。好好好好 ，motor bit。漂亮啊！好 ，motor bit。小陈上天狗了。Zion， 有可能是，是的，因为你首先要 Zion please， Zion， hello， Zion Ben， oh my god， Zion Ben， Fireball gas， lava， lock， motor bed， yeah， motor bed， 这个是比较久远的一个版本的卡组，是的。好，这个是送法术。What the fuck？ What the fuck？你看到这里现在的地域，不知道这里小陈有没有办法很好的解决掉这个衣服、啊、这里要不要烧一下，是，然后滚滚滚，这电还要解啊，刚才这个海底炮去哪了，海底炮应该是被木之家地狱龙解掉了，够烂够烂，就感觉突然 场面上一个建筑不见了，哎，挺神奇，看一下小陈这里怎么处理，小陈这里哦 ，Fire Lion， 不是天狗、哦。那这个皇家巨人打海鸡炮，吊打，真的是吊打，因为可以在自己半场上开炮，所以毕竟就是海炮端自己。Minion Horse， Minion Horse， 注意 ，Be careful， Minion Horse。我们看一下。哦，什么版本？如果有皮卡，那就太灵性了。美丽的皮卡，哦，对 ，Zip Zip Zip。哇哦，这就是 BB 武器的最终的杀招啊！这个对呀，而且这波海鸡炮真招啊！看一下这里飞龙怎么解，都满这里弹一下嘞，跟着xem là xử lý như nào， mình không biết là xử lý như nào đây。một bên là motor， một bên bây giờ là cần phải giữ lại motor， giữ lại Zion Ryan để đánh。đem như nào đây, tôm xôn đâu? bên này rồi, Locksville。đúng rồi。mình không nghĩ là có thể xử lý tên này tốt như nào. Mini Pekka xử lý như nào đây? Phải có cần một con gác, họ sẽ có Fireball. Họ sẽ có Fireball, không phải là Minion Hot. Nếu mà họ có... bên kia lại là một con... Gác lâu, gác lâu Fireball đây rồi, đúng rồi. Đúng là họ có Fireball. Không phải là Minion.Ôi, mình một chém. Ôi, đó có một à. Cẩn thận khi mà bị... Cân bằng ngay đi rồi. Học sẽ là tốn tôn, sẽ có một cái lock không? Có một cái lock. Gas đâu. Chuyện này bố, Hoàng Gia Chuyên, nếu mà Mika nắm phá được chuyện này, thì chuyện này chuyện này trận này thì cố gắng là thủ hòa thôi, nhưng mà biết có hòa có được không? Rất khó cho Little Chen. Ôi, Tom. Không có một hit. Thủ hòa thôi. Please draw game, come on. Please draw game.因为血量在慢慢的消耗的时候，其实心里是挺紧张的。对对对，是的。Draw game, draw game. Hi bro. 从而无法计算胜水的优势。对的。看这里火球打掉，野猪又能出另一路了。看一下 B King 这里，野猪其实可以换路了，来了。小蝙蝠，但是这个 Please come on， 但这里的话一波滚木，对 B King 这里的节奏就是给你一种很慢这里会不会下火球呢？我们看一下 B King 这里，火球砸掉，但是砸的有点。冲过魔力，惹魔力，接住雷。对，这个速撞黄家军，这个。卡丘有点跟得不太像啊，是的，但是小蝙蝠的输出还是挺给力的。好，姐，两边确实还是对对对，中中的龙的，对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 ，hình như Royal Zion bắn được quá sâu không? Hình như không. Hình như thế này thì không quá rồi. Fireball, Fireball Cycle thôi.
这么好像居然沉底，怎么打魔咒我的马上。之前他就是沉底一波，导致佐罗公对野猪来了，左边。Don't slow down， 再攻某个狼，哎，不打不打。这一波刚好是给到。Keep 来的，所以猛攻的 keep 到，美女不干，上来，上来，佐罗。有，我上，我上，我上。我上。好，那边恭喜小陈。明天这一波其实被大亏费，海选的进攻是。明天我来。其实，在进攻方面。